Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ hơn một tuần nay thì ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Ngãi đang rộn ràng vào vụ khai thác rong mơ. Mùa vụ rong mơ kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch. Tuy nhiên bà con chỉ tập trung khai thác vào 1 đến 2 tuần đầu tiên vì đây là lúc rong mơ nhiều nhất. Theo nhiều ngư dân thì giá rong mơ năm nay cao hơn so với mọi năm nên dù vất vả nhưng bà con rất phấn khởi. Bà con có thể yên tâm là thời tiết dọc từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống đến Quảng Ngãi, ra ngoài khơi, quanh huyện đảo Hoàng Sa đang rất tốt. Dự báo chiều và đêm nay cũng như là 2-3 ngày tới, trời chủ đạo là tạnh ráo và có nắng, gió khoảng là cấp 3, cấp 4, độ cao sóng là từ 0m50 đến 1m50, thuận lợi cho bà con khai thác. Trong khi đó, tàu thuyền đang đánh bắt ở vùng biển phía Nam, từ Bình Thuận trở xuống đến Cà Mau Kiên Giang, ra ngoài khơi, quanh huyện đảo Trường Sa cần đề phòng với mưa dông đi kèm với lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Mưa nhiều khiến tầm quan sát bị hạn chế dưới 10 km. Di chuyển tàu thuyền thì bà con lưu ý để tránh đâm va. Xin chuyển sang thời tiết đất liền Trung Bộ. Chiều nay, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi 35 độ. Còn các thành phố khác thì trời dịu hơn, nhiệt độ là 32 đến 34 độ. Đến chiều tối và tối nay thì hầu khắp các tỉnh thành của khu vực Trung Bộ sẽ đều chuyển mưa dông. Cục bộ có những nơi mưa vừa và mưa to trên 70mm để phòng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo.